Hello hello xin chào các bạn đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là ngày thứ ba tại hoa kỳ bây giờ là khoảng tám giờ rưỡi tối tại cali ở việt nam nó đã bước qua là ngày thứ tư rồi và chúng ta cũng đã thấy là chứng khoán hoa kỳ hôm nay đã kết thúc là một màu, màu đỏ và chúng ta cũng có khá nhiều thông tin các bạn chúng ta có thông tin liên quan đến cho gary Gensler có phải sắp sửa bị thay đổi trở thành hester pierce hay không một trong những người bộ hộ crypto chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan tới nft tới cựu tổng thống donald trump và những thông tin ở bậc khác và nhất liên quan tới Michael Berry Tại vì các bạn thấy được đây vẫn là một đề tài mà đang được bàn tán xôn xao Nhưng mà trước hết chúng ta đã thấy chính có Hoa Kỳ ngày hôm nay là một màu đỏ các bạn Chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq Cả ba chỉ số đều xuống rất là nhiều Chúng ta nhìn thấy được là Nasdaq hôm nay đã xuống 1.14% S&P 500 đã xuống 1.16% Thì tại sao vậy các bạn? Chúng ta lại nhận được cái thông tin Tương tự như là trước đây, các bạn nhớ là trước đây đó thì cái công ty Fitch, đây là công ty mà họ xếp hạng những cái trái phiếu đó thì công ty này đã giảm cái mức xếp hạng của công trái phiếu Hoa Kỳ cách đây khoảng chừng là 2 tuần nhưng mà điều đó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều các bạn tại vì à, lúc đó là liên quan đến công trái phiếu Hoa Kỳ và chúng ta cũng đều biết là công trái phiếu Hoa Kỳ bây giờ vẫn là an toàn nhất tại vì chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ vỡ nợ nhưng mà ngược lại đó lần này thì chúng ta lại thấy là công ty Fitch muốn chuẩn bị để mà giảm cái bảng xếp hạng cho trái phiếu của những ngân hàng lớn và trong đó có những ngân hàng như là TP Morgan Chase thì chúng ta nhìn thấy được là đây là cái bảng xếp hạng của những ngân hàng lớn hiện bây giờ mà được xếp hạng bởi công ty Fitch một lần nữa đó nhưng mà nào mà không rành thì khi mà các bạn bị giảm bảng xếp hạng đó giống như chúng ta thấy được là AA thì nó sẽ tốt hơn là A cộng, nó tốt hơn A và tốt hơn A trừ Khi mà chúng ta thấy là những ngân hàng này đó bị giảm xếp hạng xuống thì có nghĩa là khi mà họ muốn vay mượn tiền thì họ phải trả cái phần trăm lãi suất cao hơn tại vì những nhà đầu tư đó họ sẽ nhìn vào những ngân hàng và họ nói là bây giờ đã bị giảm bảng xếp hạng xuống thì đương nhiên đó, cái độ nguy hiểm nó tăng cao hơn không giống như là chính phủ hoa kỳ các bạn chính phủ hoa kỳ có thể là in tiền để mà trả nợ được nhưng mà những ngân hàng tư nhân này họ không thể làm như vậy và chúng ta có thể nhìn thấy được là những ngân hàng lớn đó, như là JP Morgan, Bank of New York, Mellon, Bank of America họ đang ở cái mức rất là cao các bạn AA trừ nhưng mà nếu như mà bị giảm xuống đó thì cũng không có phải ảnh hưởng lớn như ngân hàng này đâu Nhưng mà cái mà mọi người lo lắng đó là nếu như mà những ngân hàng lớn như là JP Morgan Chase mà bị giảm hạn xuống Thì cũng đồng nghĩa là những ngân hàng nhỏ còn lại đó cũng sẽ phải giảm hạn xuống các bạn Tại vì mọi thứ nó phải cân bằng trở lại Thì cái mà mọi người lo lắng đó là nếu làm như vậy thì những ngân hàng nhỏ hơn, những ngân hàng địa phương nó sẽ ra sao Họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn các bạn Tại vì bây giờ đó những ngân hàng họ đã gặp khó khăn tại vì lãi suất đang ở mức cao người ta không có vay mượn nhiều cộng vào là khi người ta gửi ngân hàng đó để mà lấy lại thì cái lãi nó cũng cao lên tại vì lãi suất đang cao nhưng mà ngược lại đó cũng chính là lý do tại sao mà những công ty xếp hạng như là công ty Fitch lại muốn giảm cái mức xếp hạng xuống cho ngân hàng này tại vì lãi suất đang tăng cao nhưng mà khi mà họ bị giảm cái bảng xếp hạng xuống thì lãi suất lại cao hơn nữa các bạn chúng ta cứ đi một vòng như vậy hoài và đương nhiên một phần khác nữa là tại vì chúng ta thấy lãi suất tăng cao thì có nghĩa là gì có nghĩa là công trái phiếu Hoa Kỳ sẽ giảm giảm giá các bạn và những cái hàng này đó họ cũng lưu trữ rất nhiều công trái phiếu Hoa Kỳ thì bây giờ đó công ty Fitch nghĩ là những công ty này cái đầu rủi ro đó đã, đã cao hơn đương nhiên đây chỉ là cái sự lo lắng đối với là những ngân hàng địa phương mà thôi những hàng lớn như thường vừa chia sẻ giống như là chúng ta nói tới CD hay là Goldman Sachs hay là JP Morgan không ai nghĩ những hàng này sẽ bị vấn đề gì đâu nhưng mà những ngân hàng nhỏ hơn đó thì các bạn thấy là những ngân hàng đó họ không có vốn hóa nhiều vốn lưu động của họ cũng không có nhiều cho nên mỗi khi mà có một cái gì đó thay đổi đó thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn các bạn cũng đã thấy là lãi suất của Fed tăng đã dẫn đến rất nhiều những ngân hàng địa phương gặp vấn đề và một số ngân hàng đã phá sản cho nên cái sự lo lắng bây giờ đó là không phải đến từ ngân hàng lớn mà đến từ ngân hàng nhỏ hơn tại vì khi mà bạn xếp hạng này đó, được gây dựng lại thì đương nhiên tất cả phải có sự phù hợp và tất cả nó phải có cái sự cân bằng trở lại đó là một điều các bạn điều thứ nhì nữa đó là liên quan tới neil kaskari chúng ta cũng đã biết là neil kaskari là một trong những quan chức lớn của Fed các bạn đây là một cái chủ tịch ở chi nhánh uh, Minneapolis thì uh, lần này đó New cũng đã có một cái lời phát biểu với mọi người nhưng mà không có nói nhiều về lãi suất các bạn nhưng mà lại nói về những ngân hàng địa phương New Kaskoury đã nói đó là ông tin tưởng là những cái quy định cho vay của những ngân hàng địa phương nó cần phải tiếp tục siết chặt lại có nghĩa là sẽ làm những cái địa phương nó còn khó khăn hơn nữa và chúng ta thấy là người ta đương nhiên xã hội New Scary về quan điểm của ông về lãi suất đã ngưng tăng hay chưa hay còn tăng nữa nhưng mà lần này đó New Scary không có trả lời các bạn mà chỉ nói là ông ta nghĩ còn quá sớm để nói tới việc là cắt lãi suất nhưng mà không có nói là còn tăng nữa hay là không đây cũng là một cái sự khác biệt so với những lời nói trước đây các bạn đã thấy được là Neil Cherry là một trong những người ở Fed cực kỳ hawkish có nghĩa là lúc nào cũng muốn tiếp tục tăng lãi suất đợt này đó ông ta không đề cập đến tăng lãi suất nữa thì đó cũng là một cái tin tốt của bạn coi như là khả năng là trong cuộc họp tháng 9 này đã sẽ không tiếp tục tăng nữa và khả năng cái đợt tăng tháng vừa rồi là đợt cuối cùng rồi nhưng mà ngược lại đó thì ông ta nói là sẽ phải tiếp tục siết chặt những quy định cho vay cho ngân hàng địa phương và những điều này đó đã dẫn đến sự lo lắng một lần nữa trở lại các bạn về những hàng địa phương các bạn đã thấy là hồi tháng 3, tháng 4 đó chúng ta nói rất là nhiều và những ngân hàng địa phương ở Hoa Kỳ nó không giống như là những ngân hàng liên bang như là chúng ta nói tới JP Morgan những ngân hàng địa phương đó thì họ sẽ có một quy định riêng và quy định đó nó thường sẽ lỏng lẻo hơn là những ngân hàng liên bang vì tại sao vậy các bạn tại vì đó nhiều nơi họ muốn tạo điều kiện cho những ngân hàng địa phương để phát triển tại vì những ngân hàng địa phương thì họ sẽ phục vụ địa phương đó chúng ta thấy được là những ngân hàng giả sử như là ở những cái vùng mà nông thôn của Hoa Kỳ thì họ sẽ chuyên để mà cho vay để người ta có thể là tiếp tục làm nông các bạn trong khi mà những người đó nếu như mà họ tới những ngân hàng lớn như là JP Morgan đó, thì có thể là JP Morgan họ không có quen thuộc với địa hình ở đó, không có hiểu về ngành làm nông, họ sẽ cảm thấy là quá nguy hiểm thì sẽ không cho họ vay. Cho nên những cái hàng địa phương đó thì có lý do tại sao mà họ hoạt động và thường sẽ có cái quy định lỏng lẻo hơn. Nhưng mà bây giờ New Sky muốn tiếp tục siết chặt và một trong những lý do tại sao mà New Sky muốn siết chặt thì cũng là cái quan điểm hot các bạn. Một là tiếp tục tăng lãi suất. Còn hai đó là tiếp tục tăng cái quy định cho vay và fed nghĩ cái hiệu ứng nó cũng sẽ tương tự như là tăng lãi suất tại vì khi mà tăng quy định cho vay đó thì có thể là người dân sẽ vay ít hơn và cho dù vay được đi nữa đó cũng sẽ vay cái con số nhỏ hơn dẫn đến là chi tiêu ít hơn thì đương nhiên sẽ kìm hãm được lạm phát đó là cái suy nghĩ của fed hiện tại thì đây là những cái thông tin lớn à, liên quan tới à, thị trường tài chính nói chung các bạn Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là pre-market thì bây giờ thì cũng không có sự thay đổi nhiều Cả ba chỉ số bây giờ là thì chỉ xanh nhẹ một chút mà thôi Chúng ta hãy xem còn ngày mai ra sao Nhưng mà về hợp đồng của dầu đó hôm nay cũng giảm nữa các bạn Chúng ta đã chở với mức là 80 đô 77 cent cho một thùng dầu Vẫn nâng mức cao trong dầu 6 tháng qua nhưng mà cũng đã giảm so với cái mức cao là 82 đô gần đây Hợp đồng vàng thì sao các bạn? Hợp đồng vàng đó thì không có thay đổi nhiều Ở mức 1934 đô cho một ounce vàng còn về crypto thì sao các bạn nói tới bitcoin thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay giảm một chút xíu các bạn chúng ta thấy là btc xoay quanh cái mức là khoảng 29.300 đô trong một thời gian qua thì hôm nay giảm một chút xíu ở mức là 29.205 ở thời điểm hiện tại hồi sáng nay đây đã có lúc chúng ta thấy là muốn xuống dưới 29.000 đô nhưng mà cuối cùng cũng đã hồi phục trở lại mức là 29.205. Cả trên crypto ngày hôm nay đó thì vốn hóa xuống 1% các bạn không phải là một ngày mà xuống nhiều lắm. Cho dù một ngày mà chúng ta thấy là chứng khoán cũng khá là tồi tả nhưng mà crypto tuy là không tăng nhưng mà cũng không phải là xuống nhiều. Chúng ta thấy được là Bitcoin thì cũng cỡ đó. À, chúng ta nhìn thấy là Ether hôm nay thì xuống 0.8% thì cũng cỡ đó thôi các bạn. BNB xuống 1%. À, chúng ta nhìn tổng quát thị trường đó, thì chúng ta thấy được là phần lớn là màu đỏ nhưng mà không phải là đỏ lắm. Và đồng mà tăng nhiều nhất dựa theo crypto bubble đó là một đồng mà vừa được lên nhiều sàn các bạn đó chính là đồng SEI Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để bắt đầu nói tới một số những cái tin tức nổi bật trong video này Thì đầu tiên hết á, chúng ta hãy dành thời gian để mà nói về cập nhật liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump Chúng ta cũng đã biết là cuối tuần vừa rồi đó thì có những cái báo cáo tài chính tại vì chúng ta cũng đã biết là cựu tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị để mà ứng cử cho năm 2024 thì mọi ứng cử viên họ cần phải chia sẻ thông tin về tài chính và trong tài liệu đó đã cho thấy được là cựu tổng thống Donald Trump đã lưu trữ khoảng chừng 250.000 cho đến 500.000 crypto ở trong ví Ethereum chưa biết là ở trong ví Ether mà thôi không biết là đang lưu trữ những crypto nào nhưng mà sau đó đó thì chúng ta thấy được là có một cái thông tin được chia sẻ ngày hôm nay à, đây là thông tin được chia sẻ bởi cái nhóm gọi là Citizens for Ethics và họ cũng đã xem tất cả những tài liệu được chia sẻ và họ đã thống kê trở lại và cho thấy được cái số lượng crypto nằm trong ví Ether đã nhiều hơn con số được được nói cái tay khoảng chừng vài ngày các bạn và con số đó nó đã lên tới khoảng chừng là 2 triệu 8 đô la crypto. Thật ra cái, cái thông tin này nó mới quá thường cũng chưa có thời gian để mà xem chi tiết nhưng mà đây là bốn cái phần các bạn bốn phần liên quan tới tài chính của cụ tổng thống Donald Trump chúng ta có thể bấm vào để mà xem tất cả những gì được chia sẻ thì không có rõ là họ tính toán như thế nào nhưng mà đây là con số mới nhất được chia sẻ khi nào mà có thêm tài liệu chi tiết thì chia sẻ với các bạn và họ cũng đã thống kê đó là cựu tổng thống Donald Trump đã kiếm được hơn 4 triệu 8 đô la từ cái việc là bán bản quyền Trump cho bộ sưu tập NFT. Đây là cái thông tin mới nhất mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng quan tâm cho nên tôi muốn dành thời gian đầu video để mà chia sẻ. Nhưng mà cái thông tin mà nhiều người chờ đợi cả ngày hôm nay đó là thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Thì tại sao lại chờ đợi thông tin chúng ta cũng đã biết là cái đề xuất của Orc cũng đã bị trì hoãn rồi chúng ta có một số đề xuất khác nhưng mà phải chờ tới một tháng nữa thì mới có thông tin nhưng mà ngày hôm nay đó dựa theo tính toán của nhiều người có khả năng Thường đã chia sẻ cho video ngày hôm qua là có khả năng mà thôi là sẽ có cái kết quả giữa Rayscale và SEC Chúng tôi cũng đã biết là Trayscale đã đệ đơn để chuyển cái quỹ Trayscale Bitcoin Trust thành uh, Trayscale Spot ETF Rồi SEC đó đã bác bỏ đơn đó rồi Trayscale kiện SEC Rồi ngày hôm nay đó nhiều người cho là sẽ có thông tin dựa theo cái kết hoạt động của uh, tòa án ở DC Nhưng mà cuối cùng đó chúng ta vẫn chưa có thông tin gì các bạn Đáng tiếc chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục chờ đợi Nhưng mà nhiều người nói là chúng ta cũng chưa hẳn là mất hết cơ hội trong tuần này đó vẫn có khả năng là sẽ có cái thông tin liên quan đến cái vụ kiện đó chứ nếu không nên là phải chờ thêm một thời gian nữa nhưng mà cho tới bây giờ thì vẫn chưa có bất cứ thông tin nào tại vì nhiều người nói nếu như mà SEC thua kiện đó, và cho phép Trayscale đổi cái quỹ Trayscale Bitcoin Trust À, thành Ratio Spot ETF đó, thì đó là một thông tin đương nhiên rất lớn rồi các bạn đó sẽ là cái ETF đầu tiên và trở thành ETF đầu tiên nó cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không biết tại sao đó để thun cho các bạn một cái ví dụ đây đó là cái thống kê liên quan tới những cái quỹ bitcoin futures etf đây là không phải là bitcoin spot các bạn spot vẫn chưa thông qua nhưng mà cái Futures đã thông qua rồi thì chúng ta thấy được là trên thị trường bây giờ đã có rất là nhiều những cái quỹ bitcoin futures etf đến từ pro đến từ uh, volatility simplify bitcoin global x Bitwise, và X vân vân à, nhưng mà chúng ta cũng đang nhìn thấy được là cái Vâng, ở bên tay phải đó, đây là chúng ta tính theo cái số lượng tiền được quản lý trong những quỹ này. Rất là rõ ràng chúng ta thấy được là cái quỹ mà có cái ticker là BITO này của ProShare đó, ProShare Bitcoin Strategy ETF. Cái quỹ này đó là bây giờ đang có 1 tỷ ba đô la trong đó. Trong khi cái quỹ lớn thứ nhì, chúng ta đã thấy đó chính là cái quỹ cũng là của ProShare luôn nhưng mà đó là quỹ có ticker là BITI. Mà quỹ thứ nhì chỉ có khoảng chừng là 73 triệu trong đó mà thôi Cái quỹ lớn thứ ba đó là của VanEck chỉ có 45 triệu mà thôi Chúng ta cũng dễ dàng thấy được là cái quỹ lớn nhất, cái quỹ đầu tiên là cái quỹ mà có số tiền cực kỳ lớn so với những quỹ còn lại Cái khoảng cách nó cực kỳ xa luôn các bạn Hơn 1 tỷ so với lại 72 triệu, 45 triệu Tại vì sao vậy? Tại vì cái quỹ ProShare Bitcoin Strategy ETF này đó Là cái quỹ được thông qua đầu tiên cho Bitcoin futures ETF mặc dù là những quỹ này đó cái thời gian thông qua cách nhau một hai ngày mà thôi nhưng mà sự khác biệt cực kỳ lớn tại vì những quỹ này nó cũng tương tự như nhau các bạn cho nên khi một người họ đã bỏ tiền vào một quỹ rồi thì không có lý do gì họ lại di chuyển tiền đó qua một quỹ khác trong khi tất cả đều tương tự như nhau cho nên chúng ta mới thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái danh sách của những cái quỹ mà đang chờ đợi được duyệt đó quỹ nào được duyệt trước cực kỳ quan trọng luôn vì lý do đó đó nếu như mà chúng ta tin là BlackRock có sự ảnh hưởng lớn thì chúng ta sẽ thấy được là SEC sẽ không có thể nào để cho một quỹ khác có thể thông qua trước BlackRock tại vì như vậy đó thì chẳng khác gì BlackRock là người đến sau các bạn thì sẽ lấy được một phần nhỏ mà thôi trong khi quỹ nào đi trước sẽ lấy cái phần lớn và cũng vì lý do đó cho nên nhiều người tin tưởng đó là SEC có thể đã ra quyết định một cách là tất cả được thông qua cùng một lúc chứ họ sẽ không có thông qua một quỹ này rồi chờ vài ngày thông qua cái quỹ kế tiếp nếu như mà chúng ta thấy là DrayScale thắng kiện và thật sự có thể trở thành quỹ Bitcoin Spot ETF đầu tiên thì chúng ta sẽ không cần phải chờ trong làm sao mà chúng ta sẽ thấy là tất cả cái điều sẽ được thông qua hết. Đó là cái quan điểm của Thuận và cũng là quan điểm của nhiều người. Cho nên chúng ta luôn theo dõi những thông tin như thế này tại vì nó đều có cái sự quan hệ mật thiết. Và khi mà chúng ta thấy Bitcoin Spot ETF đó, ngày nào đó được thông qua chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều quảng cáo các bạn tại vì chúng ta đã nhìn thấy được là những quỹ này nó nó đều tương tự như nhau nhưng mà cái cách những quỹ này kiếm được tiền đó là quản lý bao nhiêu tiền trong đó cho nên họ sẽ tìm mọi cách để mà quảng bá cái quỹ này để mà thu hút tiền vào để cho họ có thể quản lý nhiều hơn và nhiều tiền hơn nữa và rất nhiều người có lòng tin trong đó có thuận nữa khi mà chúng ta thấy Bitcoin Spot ETF được thông qua đó thì cái số lượng tiền nằm trong cái thị trường Spot ETF sẽ nhiều hơn là Futures các bạn Tại vì cái quỹ Futures này nó thật ra nó cũng không có đi theo giá Bitcoin một cái cách à, như là chúng ta nghĩ nó chỉ đi theo một cách tương đối mà thôi Trong khi Spot ETF là một cái quỹ mà sẽ có Bitcoin thật sự đứng sau lưng để mà hỗ trợ giá và nó theo sát giá của Bitcoin hơn Cho nên đó sẽ là một thị trường lớn hơn Điều này đó cũng có nghĩa là khi mà có Bitcoin spot ETF thông qua đó chúng ta sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những cái công ty này à, để có thể lấy được thị phần, có như là họ sẽ PR Bitcoin cực kỳ mạnh. Ngoài chi đó ra, ra chúng ta cũng có một thông tin khác nữa liên quan tới SEC thì đã bắt đầu có một tin đồn đó và có nhiều bạn có hỏi thuần là có phải là Ủy viên Hester Pierce, đây là cái người mà chúng ta nhìn thấy bạn hình bên tay phải đó, đây là một trong những người mà có tên là Crypto Mom, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn. À, và đương nhiên người bên tay trái đó chính là chủ tịch hiện tại của SEC là Gary Gensler Thì có nhiều tin đồn là có phải là quỹ viên Hester Pierce sẽ thay thế Gary Gensler để mà trở thành chủ tịch SEC mới hay là không Thì những gì mình không muốn chia sẻ với các bạn đó đầu tiên hết thì bây giờ đó chỉ là một tin đồn mà thôi Mà để thành sự thật đó thì chúng ta cần một trong hai điều Điều đầu tiên đó đương nhiên là chủ tịch Gary Gensler phải bị sa thải Điều này rất là khó xảy ra các bạn trừ khi mà có bằng chứng cụ thể là gary đang cố tình hành động gây hại cho nhà đầu tư mỹ hay là có à, những cái bằng chứng cụ thể là gary cho sẵn hối lộ hay gì đó thôi các bạn tại vì nếu như mà chỉ làm không tốt việc của mình bị sa thải đó thì điều này cực kỳ khó tại vì chúng ta đã biết là người mà bổ nhiệm chủ tịch scc đó chính là tổng thống đương nhiệm thì nếu như mà sa thải những gì càng khác gì nói là mình đã không nhìn đúng người các bạn cho nên điều đó rất là khó xảy ra nhưng mà cũng có thể xảy ra tại vì chúng ta cũng đã biết là trong một cái đợt cáo buộc gần đây liên quan tới simon free đó là simon free đã dùng khoảng chừng 100 triệu đô la để mà vận động hành lang cho rất nhiều những quan chức cấp cao và có khả năng Gary gasler cũng là một trong những người mà nhận tiền để có thể ra những quy định tốt cho ftx chúng ta không biết được đây chỉ là một cái suy đoán hiện bây giờ mà thôi đó là điều đầu tiên nếu như mà điều đầu tiên không xảy ra đó thì điều thứ nhì tôi nghĩ điều này đã có khả năng cao hơn là nếu chúng ta có một tổng thống của một đảng khác giống như chúng ta sẽ có một tổng thống cộng hòa được bầu vào năm 2024 khi mà có một tổng thống đảng khác được bầu đó Thì thường chủ tịch SEC hiện tại sẽ từ chức Như chúng ta đã từng thấy với lại chủ tịch cũ của SEC là Jay Clayton Cũng đã từ chức khi mà tổng thống Joe Biden được bầu Và vị trí chủ tịch SEC mới đã được xác nhận và bổ nhiệm Khoảng chừng 3-4 tháng sau khi mà ngày tổng thống mới nhậm chức thì có thể nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao chủ tịch scc lại phải từ chức nếu như mà có một tổng thống của một đảng khác thì các bạn nên hiểu một điều đó để thường chia sẻ để các bạn có thể hình dung được chúng ta hãy nói tới cái số lượng tiền mà kiếm được khi mà làm chủ tịch của scc so với lại lý do tại sao một người muốn làm chủ tịch của scc À, hiện bây giờ đó thì thường không có dễ dàng kiếm có được là chủ tịch SEC hiện tại đó lương là bao nhiêu nhưng mà chúng ta cũng có tài liệu đến từ Classdoor thì một chủ tịch của CFTC một cái đơn vị mà cũng tương đương đó thì à, nghĩ là cái lương khoảng chừng là 300.000 đô một năm cái lương này đã đối với một người là chủ tịch của một cái đơn vị lớn của Hoa Kỳ Đây không phải là nhiều đâu các bạn Nhưng mà đương nhiên đây là lương của nhà nước Thì nó sẽ không bao giờ cao bằng lương của tư nhân được Nhưng mà các bạn có biết là chủ tịch SEC hiện tại Gary Chancellor Tài sản là khoảng 119 triệu Chúng ta cứ nghĩ đi một người mà có tài sản là 119 triệu đô la ước tính từ Bloomberg Thì tại sao lại phải đi làm cho một chức vụ mà chỉ có cái mức lương là bốn 000 đô đương nhiên là không phải vì tiền rồi các bạn và các bạn nên biết đó là chủ tịch Gary Chancellor trước đây đó cũng là một cái quan chức cấp cao của ngân hàng Goldman Sachs và nếu như mà làm cho những công ty tư nhân, những hàng tư nhân như là BlackRock thì cái lương nó sẽ cực kỳ cao các bạn tính hàng triệu triệu đô la, chứ không phải là tính vài trăm ngàn như vậy. thì đương nhiên một người họ từ bỏ cái mức lương cao đó để có thể làm việc cho chính phủ là có nhiều lý do khác các bạn, à, nhưng mà chắc chắn là không phải vì tiền. cho nên nếu như mà có một cái tổng thống của một đảng khác rồi sau đó gây khó khăn để cho chủ tịch Gary Chancellor không thể làm những gì mà mình cần làm đó thì cũng không có ý nghĩa gì để mở lại các bạn tại vì lý do làm chủ tịch không phải là vì cái mức lương khoảng chừng 300 ngàn một năm đó cho nên những chủ tịch ấy, họ thường sẽ nghỉ và sẽ có một chủ tịch mới thay thế vào và để các bạn hiểu thêm đó, thì SEC do một ủy ban bao gồm 5 thành viên đứng đầu Các ủy viên đó, do tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện xác nhận Tổng thống chỉ định một trong các ủy viên làm chủ tịch Và trong trường hợp này đó là chủ tịch SEC là Gensler Và để đảm bảo đó là SEC phi đảng phái thì sẽ không quá 3 ủy viên có thể thuộc cùng một đảng chính trị đây là cái bất động của SEC Thì đương nhiên nhiều người đó không thích Yale Gensler trong thị crypto này Và nghĩ là trừ khi nào mà ông rời khỏi chức vụ thì thị trường crypto mới có được một cái sự tiến triển mạnh ở Hoa Kỳ Tại vì chúng ta thấy những người còn lại đó thì không có cái sự thù địch với lại crypto như là Yale Gensler Nhưng mà nếu muốn điều đó xảy ra thì một trong hai điều thường vừa chia sẻ với các bạn phải xảy ra Chúng ta hãy trở lại để mà nói tới Bitcoin Spot ETF đi Chúng ta cũng đã thấy được Tuy hiện bây giờ có rất nhiều những cái đơn đề xuất để có một Bitcoin Spot ETF Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta không có bất cứ một cái đơn đề xuất Để có Ethereum ETF nào hết Và những người mà chuyên về ETF như, như là Eric Bartunas, à Hay là Nate Jorassi Hay là chúng ta nói tới James Saffer Đây là những người mà chuyên về cái thị trường ETF đó. Họ nói đây cũng có thể là một cái dấu hiệu tốt có khả năng đó là SEC đã nói với những công ty là nếu như mà có ý định để mà đệ đơn để có một cái Ethereum Spot ETF đó, thì khoan để đơn để chúng tôi xem xét coi có duyệt bitcoin spot ETH hay không thì mới tiếp tục thì đây cũng coi như là một cái dấu hiệu tốt và chúng ta cũng thấy là hôm nay đó thì chúng ta có anthony Saramucci đó chính là người đứng đầu của công ty skybridge capital một trong những công ty mà cũng hộ crypto họ cũng đã gửi một lá thư đến cho sec và chủ yếu đó lá thư này nói là nếu như mà Gary chancellor thật sự đã muốn bảo vệ nhà đầu tư như là ông đã nói thì SEC nên cho thông qua Bitcoin Spot ETF tại vì chỉ như vậy chúng ta mới có cái hợp đồng chia sẻ tài liệu từ Coinbase với lời Nasdaq thì lúc đó chúng ta mới thấy thị trường này đã phát triển một cách lành mạnh hơn nếu như mà thật sự muốn bảo vệ nhà đầu tư thì nên có một quỹ Bitcoin Spot ETF Bây giờ không có Bitcoin Spot ETF, những nhà đầu tư thì họ vẫn giao dịch trên những sàn crypto hiện tại mà thôi Nhưng mà khi có rồi đó, thì ít ra SEC cũng có một chút xíu quy định ảnh hưởng trực tiếp với thị trường crypto chứ bây giờ thì đâu có ảnh hưởng gì liên quan tới BTC đâu các bạn chúng ta cũng có một số động thái cũng khá là thú vị các bạn liên quan tới sàn Gemini thì có nhiều người đang nhận thấy được là chúng ta đã có khá là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn Gemini trong vòng 30 ngày qua khoảng chừng 26.000 Bitcoin đã rời khỏi và nhiều người cho đây dấu hiệu là có cá voi nào đó đã thu mua rồi sau đó rút ra khỏi sàn và cái số lượng này đã đại diện cho 25% của tất cả Bitcoin ở trên sàn Gemini và khi mà nhìn vào cái tài liệu của crypto khoan chúng ta có thể nhìn thấy được là Coinbase thì chúng ta cũng đã thấy là cái số lượng Bitcoin sàn Coinbase cũng bị rút ra theo thời gian và gần đây hơn đó là khoảng chừng ngày 12 tới 13 cũng có một số lượng rời khỏi các bạn sàn Coinbase bây giờ còn khoảng chừng là 468.319 BTC dựa theo crypto khoan thì cái con số này cũng bị rút ra một thời gian này các bạn chúng ta nhìn thấy được là bắt đầu từ ngày 29 tới ngày 30 tháng 7 đó có một số lượng rút ra rồi sau đó tiếp tục rút nói chung đó thì dài hạn chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là BTC rời khỏi những sàn như là Coinbase và trên sàn Gemini đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng BTC cũng bị rút ra gần đây và chỉ còn có khoảng chừng 103.000 BTC mà thôi nghĩa là khoảng 1/4 con số trên sàn Coinbase và đây là lần đầu tiên mà chúng ta tiến dần đến Haven mà chúng ta lại nhìn thấy được là cái số lượng bịt không trên sàn không những không tăng mà tiếp tục giảm các bạn đây là chu kỳ đầu tiên hiện tượng này xảy ra thì tại sao thì có nhiều giả thuyết đó các bạn có nhiều người nói là tại vì những chu kỳ trước đó nhiều người đó họ vẫn sử dụng sàn họ không có gặp những trường hợp như là FTX hay là Voyager, Southwest, cho nên họ không có biết được cái tầm quan trọng của từ lưu trữ crypto nhưng mà đợt này ra đã, đã khác đợt này mọi người đều hiểu cái tầm quan trọng của từ lưu trữ crypto cho nên cứ tiếp tục thấy được là cái số lượng btc rời khỏi một mặt khác nữa chúng ta thấy là cho dù thị trường ra sao chúng ta hiện bây giờ vẫn có một phần của những holder đó cực kỳ trung thành với lại bitcoin họ sẽ lưu trữ bitcoin cho đến khi nào thời gian thích hợp thì họ mới bán chứ những cái giá đi xuống hay là thông tin xấu đó họ cũng không quan tâm và khi họ mua họ lại đem ra khỏi sàn cho nên chúng ta mới nhìn thấy hiện tượng là càng ngày càng ít BTC trên sàn hơn và một giả thuyết khác nữa là liên quan tới Bitcoin Spot ETF có phải là bắt đầu từ thời gian là tháng 3 năm 2020 có phải thời gian đó cho tới bây giờ đó Chúng ta đã thật sự thấy nhiều công ty lớn họ đã âm thầm thu mua Và có khả năng là BlackRock phải đeo đi những công ty wall. Có phải họ đã thực sự thu mua từ thời điểm đó mãi khi tính bây giờ Và họ thu mua để làm gì các bạn đương nhiên là để có Bitcoin Spot ETF rồi Tại vì đó là một cái con gà vàng có thể để chứng cho họ Bây giờ có thể là giá cả không có di chuyển nhiều, tin tức cũng không có nhiều cho nên các bạn cảm thấy là nhàm chán Nhưng mà tôi nghĩ là thời gian này là những thời gian quý báo, những thời gian mà chúng ta thật sự có thể nghỉ ngơi Sau khi đó nó chúng ta thấy được thị trường này sẽ cực kỳ dao động Và năm 2024 nó tôi tin là một năm mà sẽ cực kỳ sôi động luôn nhưng mà đó là Hoa Kỳ các bạn, chúng ta cũng thấy được là ở châu Âu đó, chúng ta cũng có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF xuất hiện Và đây là quỹ Bitcoin ETF, họ gọi là đầu tiên ở châu Âu nhưng mà chúng ta cũng đã có một số những quỹ khác rồi Đây là một cái quỹ mà họ có một cái cấu khác một chút cho nên họ gọi là đây là quỹ đầu tiên Nhưng mà chúng ta cũng đã có những quỹ tương tự xuất hiện ở châu Âu Và quỹ này đó là ở Hà Lan các bạn và sẽ ra mắt giao dịch trên sàn Euronext Amsterdam vào ngày 15 tháng 8 Có nghĩa là ngày hôm nay Quỹ này đã sẽ giao dịch với cái mã trên sàn chứng khoán là BCOIN, Bitcoin và công ty phát hành đó chính là công ty Jacobi Investment Funds. Đây là cái công ty phát hành các bạn và họ cũng đã nói về bản chất thân thiện với môi trường và xã hội của việc đào BTC. Tôi chia sẻ một lần nữa, cái công ty này họ đã tuyên dương về bản chất thân thiện với môi trường và xã hội của Việt đạo BTC các bạn Mọi thứ hầu như nó đã thay đổi rất là nhiều trong vòng mấy tháng qua Và họ đã bổ sung chứng chỉ năng lượng tái tạo để chứng minh điều đó Nếu như các bạn để ý đó thì gần đây có nhiều công ty truyền thống họ ca ngợi sự thân thiện với môi trường của Việt đạo BTC Điều này hoàn toàn ngược lại với là những gì chúng ta đã nhận được trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn Bao nhiêu năm qua đó thì chúng ta chỉ đọc À, một cách đơn giản là đào Bitcoin tốn nhiều điện và có thể sử dụng tất cả điện trên thế giới Nếu chúng ta không ngưng đào Bitcoin năm 2020 Bây giờ đã năm 2023 rồi các bạn Bitcoin đâu có sử dụng hết điện trên thế giới đâu Và hầu như không có bài viết nào trước đây nói về đào Bitcoin đã sử dụng nhiều năng lượng là đúng Nhưng mà nhiều năng lượng so với những ngành khác là nhiều hay ít Và đào Bitcoin sử dụng năng lượng như thế nào? Năng lượng tái tạo, năng lượng thiên nhiên hay là sử dụng năng lượng từ Thang các bạn những thứ đó đều khác nhau nhưng mà chúng ta cũng thấy gần đây đã có những bài viết như là KPMG cũng đã nói về là Bitcoin đã thật sự có lợi cho môi trường và có thể thúc đẩy sự phát triển của cái ngành năng lượng tái tạo và chúng ta cũng thấy là cái câu chuyện Bitcoin đã đang được thay đổi thôi cũng đã chia sẻ một cái video chi hơn về điều này rồi nhưng mà Bitcoin Spot ETF không những là có châu Âu các bạn bây giờ cũng có Canada có Brazil và ở úc đó chúng ta cũng thấy là cũng đang có một cái đơn Bitcoin Spot ETF đang chờ được xử lý hôm nãy thôi có chuẩn bị sẵn cái link đó nhưng mà giờ thằng không biết kiếm đâu rồi các bạn Nhưng mà nói chung ở Úc thì cũng đang có một đề xuất đang cho được phê duyệt Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đây là chuyện sớm muộn mà thôi Và đương nhiên mọi người đều quan tâm đến Hoa Kỳ Tại vì đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới và đây là cái thị trường chứng khoán quan trọng nhất và lớn nhất cho nên khi mà có Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ rồi đó thì mới thực sự là có sự sôi động xảy ra Những cái thị trường chứng khoán khác như Canada, Brazil đây chỉ là những thị trường nhỏ thôi các bạn khi mà so sánh với lại là Hoa Kỳ Và hồi nãy đó chúng ta cũng đã nói tới chi khi Morgan Các bạn có biết là khi mà El Salvador là quốc gia đầu tiên tiên phong để chấp nhận Bitcoin thành tiền tệ hợp pháp Thì chúng ta thấy là biết bao nhiêu đã cười nhạo tấn công El Salvador Nhưng mà sau 2 năm đó, thì El Salvador vẫn tiếp tục phát triển Và chúng ta có thể nhìn thấy được là đối với là Bitcoin đó thì El Salvador cũng đang bắt đầu là bán cái trái phiếu Bitcoin dựa trên cái năng lượng đào núi lửa chúng ta có nói khá nhiều về điều này rồi nhưng mà gần đây các bạn có biết là trái phiếu đó hấp dẫn đến nỗi đó ngay cả JP Morgan đây là một trong những cái ngân hàng mà trước đây thường hay chế nhạo và cười nhạo việc El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền ở pháp họ cũng cảm thấy được là cái trái phiếu Bitcoin núi lửa này nó cũng rất là hấp dẫn các bạn <laughs> chúng ta cũng đã biết là không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi vĩnh viễn mà thôi chúng ta cũng trở lại với một đề tài mà được nói tới nhiều cái tay vài tháng nhưng mà gần đây đã cũng đang ngủ lại đó chính là cái đề tài liên quan tới một công ty có tên là Prometheus chúng ta cũng đã biết là công ty Prometheus là một công ty giống như là công ty ma các bạn đừng dựng lên tại vì scc đã nói là những công ty crypto cần phải có bạn chứng khoán và hoạt động trong cái khuôn khổ thị trường chứng khoán và luật rất rõ ràng làm sao để có thể có được cái bàn hoạt động của SEC nhưng mà những công ty crypto nói làm sao mà có thể lấy cái bàn hoạt động đó được SEC đâu có chỉ đâu và cũng không có bất cứ một website một cái đơn nào để điền hết rồi sau đó đó SEC lại giới thiệu một công ty đó chính là công ty Prometheus và công ty này đã xuất hiện một cách rất đồng ngột các bạn và công ty này nói là công ty này đã hoạt động trong thị crypto và được cấp phép bởi SEC và FINRA đây là đơn vị mà cấp phép những cái công ty chứng khoán và đây là công ty đầu tiên được cấp phép và hoạt động rất là tốt Nhưng mà khi mà được hỏi vào quốc hội đó Thì mọi người mới hiểu được là công ty Prometheum này Là một công ty rỗng rồi các bạn Nghĩa là họ có giấy phép nhưng mà họ hoàn toàn không cung cấp dịch vụ nào hết Đây giống như là một công ty mà SEC đưa ra để chứng minh Là có công ty có mà hoạt động và được cấp phép bởi SEC Nhưng mà công ty đã hoạt động đâu các bạn Thì bây giờ quốc hội nói là vẫn không quên chuyện này Chúng ta đã thấy được là chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện là Patrick Henry cùng với lại một số những người khác đó thì cũng đã tiếp tục gửi một lá thư tới để mà đòi hỏi trả lời công ty này từ đâu mà đến và ai cấp phép và tại sao lại cấp phép cho một công ty mà không hoạt động như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thêm nhiều thông tin hay phía sau. Ngày hôm qua đó thì chúng ta cũng có khá là nhiều những cái tin tức liên quan tới Michael Berry thì cũng có nhiều người lo lắng Michael Berry đó là một nhân vật nổi tiếng chúng ta cũng đã biết thông qua cuốn truyện và bộ phim The Big Short thì nhiều người lo lắng là bây giờ Michael Berry có một cái lệnh số lớn đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta có nên lo lắng hay không thì để trả lời câu hỏi này đó tôi muốn chia sẻ lịch sử các dự đoán của Michael Berry tôi chia sẻ đây trên lịch sử thôi các bạn còn các bạn nghĩ sao về Michael Berry thì chúng ta có thể có những cái suy nghĩ riêng của mỗi người à, nhưng mà lịch sử như thế này năm 2005 đó dự đoán sự sụp đổ của thị trường thế chấp thì Michael Berry cũng đã bắt đầu là short thị trường các bạn bằng cách là thu mua rất là nhiều à, những cái hợp đồng liên quan đến bảo hiểm chúng ta cũng đã xem những thông tin đó trước đây nhiều rồi nhưng mà sau đó, đó, các bạn thấy được là Michael Berry cũng đã nói đúng 3 năm sau đó thị trường nhà đất sụp đổ đó chính là năm 2008 và khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra và đó cũng là lúc mà tạo nên tên tuổi cho Michael Berry nhưng mà sau đó thì sao các bạn vào tháng 12 năm 2015 Ông dự đoán đó là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ trong vài tháng tới Nhưng mà chúng ta thấy là chỉ tính riêng chỉ số SPX Đó chính là chỉ số S&P 500 đó thì đã tăng 11% sau đó 12 tháng Vào tháng 5 năm 2017 Ông đã dự đoán một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Nhưng mà các bạn thấy là chỉ số S&P 500 sau đó lại tăng 19% 12 tháng sau đó Vào tháng 9 năm 2019 Ông dự đoán đó là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ do bong bóng ETF Sau đó thị trường chứng khoán tăng 15% 12 tháng sau đó Vào tháng 3 năm 2020 Ông tiết lộ một khoản số quy mô lớn Sau đó S&P 500 tăng 72% một năm sau đó Vào tháng 2 năm 2021 Ông dự đoán là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ do bong bóng đầu cơ Và sau đó nói là số Tesla Chúng ta được là sau đó, đó thì chỉ số SPX đã tăng 16% và Tesla đã tăng 11% 12 tháng sau đó. Tháng 9 của năm ngoái đó thì ông đã dự báo thị trường chứng khoán chưa chậm đáy và sau đó các bạn thấy S&P 500 đã tăng 12% tính đến ngày hôm nay và tháng 1 năm 2023 nghĩa là tháng 1 năm nay đó ông dự đoán một cuộc suy thoái và một đợt lạm phát mới và chỉ để cái chữ là bán sell ở trên uh, Twitter lúc đó sau đó xóa đó các bạn thì chúng ta thấy được là S&P 500 đã tăng 17% từ đầu năm đến bây giờ và đương nhiên đợt này đó thì có thông tin là Michael sốt mạnh thì chứng khoán Hoa Kỳ làm cho nhiều người lo lắng thì có phải là giống như năm 2008 đó ông cuối cùng nó đúng chỉ là hơi sớm nhưng mà các bạn đã biết đó là năm 2008 đó lúc đó thì Michael Berry tuy đã đón đúng nhưng mà Michael Berry đã bắt đầu là sốt thị trường từ năm 2005 sớm hơn 3 năm các bạn và thị trường vẫn tăng sau đó À, rồi mới bắt đầu là có sự sụp đổ nhưng mà sớm hơn 3 năm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta tính từ năm 2015 tới bây giờ đó thì đã 8 năm rồi. Không là chúng ta nói là Michael Berry đã sớm 8 năm. Đó, một cái thời gian cũng khá là dài các bạn và đây là cái biểu đồ của chỉ số S&P 500 và những cái lúc mà Michael Berry nói là chúng ta sắp sửa có sụp đổ nhưng mà từ lúc đó nó bây giờ đó chỉ số S&P 500 đã tăng 156% rồi. Đương nhiên chúng ta thấy là ai cũng có đúng có sai. Điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn là chúng ta cũng không nên quá lo lắng đâu. Đây chỉ là quan điểm một người mà thôi. Và đợt này đó Chúng ta cũng đã thấy được là Michael Berry dựa theo tài liệu được chia sẻ với SEC từ quỹ của Michael Berry thực sự đã có cái lệnh short như là mua cái hợp đồng option, là hợp đồng put thì đó là sự thật các bạn nhưng mà điều chúng ta không biết đó là các bạn cũng biết là có sự trì hoãn khi mà một cái quỹ đó họ công báo tài chính của mỗi quý thì tài liệu đó đã có cái lệnh cách đó khoảng chừng là hai tháng rồi các bạn hay là ít nhất là một tháng trước đây thì có khả năng lệnh đó được đóng rồi chúng ta không biết là cái lệnh đó là dài hạn hay ngắn hạn chúng ta không biết được là cái lệnh option đó là khi nào mới expire hoàn toàn không biết được cho nên cũng có thể lệnh đó đã bị đóng rồi chúng ta không có biết Chúng ta chỉ biết những gì đã xảy ra trước đó mà thôi Cho nên cũng không hẳn là Michael Berry vẫn đang số hiện tại Và những người nào mà đọc thông tin á, không phải đã xem cái phim mà đọc thông tin Chúng ta cũng đã biết là sau khi mà Michael Berry bắt đầu là số thị trường đó, Thì tới năm 2006 thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng lúc đó Và khiến cho nhiều tư bắt đầu lo lắng Tại vì cái drawdown của họ quá nhiều Họ sợ là Michael Berry đã đón sai Và bắt đầu là họ muốn rút tiền Vì lý do đó là Michael Berry đã kích hoạt một cái quy định của quỹ trong đó nói là trong trường hợp khẩn cấp đó thì người quản lý quỹ có quyền không cho rút tiền và Michael Berry đã bắt buộc người ta để tiền ở đó cho đến năm 2008. Tuy tới năm 2008 đó thì ông đã đúng và nhiều nhà đầu tư cũng đã kiếm được tiền từ quỹ. Nhưng mà các bạn đã thấy được là sau đó như đầu tư đó thì là mất lòng tin Tại vì các bạn thấy là khi các bạn bị khóa không được lấy tiền một lần Thì nhiều người đã bắt đầu là không còn tin tưởng nữa Và Michael Berry sau đó, đó đã tự huy động một cái vốn riêng cho mình Và kinh doanh tới bây giờ thì Cái quỹ này trên căn bản là phần lớn là tiền của Michael Berry và đây là cái email được chia sẻ năm 2016 các bạn Cái email này cũng rất là ngắn Nói chung đó là Michael Berry nói là theo luật thì được quyền không cho withdraw Cái phần này nè Chúng ta có một số những thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này Thông tin này là liên quan đến Singapore các bạn Thì cơ quan tiền tệ của Singapore đó họ đã hoàn thiện những cái quy tắc mới liên quan tới stablecoin Thì quy tắc mới là gì? Thì ở Singapore đó họ nói những công ty phát hành stablecoin thì phải duy trì tài sản dự trữ phù hợp Đương nhiên điều này là cần thiết rồi Một số vốn tối thiểu và tài sản lưu động và khả năng phải có thu mua lại stablecoin trong vòng 5 ngày nếu có yêu cầu tôi không biết là thu mua tất cả hay sao các bạn tại vì nếu làm như vậy đó thì những công ty này họ cũng không có thể dùng quá nhiều tiền để mà đầu tư hay là mua công trái phiếu để mà kiếm lợi được các quy tắc là một phần của những nỗ lực uh, của Singapore để mà quản lý rủi ro stablecoin và thúc đẩy phát triển của stablecoin như là một cái phương tiện thanh toán kỹ thuật số của bạn thì đây coi như là cũng là một cái luật rõ ràng thậm chí không có rõ là cái phần mà phải thu mua lại trong vòng 5 ngày nếu có yêu cầu là thu mua lại tất cả hay là phải có đủ cái vốn lưu động để có thể thu mua lại 5%, 10% trong vòng 5 ngày nếu có yêu cầu cái thông không rõ ở đây và những mấy nào là fan của Stella đó đây là một trong những đồng mà rất lâu rồi chúng ta không nói đến thì Stella các bạn đã thấy là đã có một cái hành động đó chính là họ đã thu mua lại một phần cổ phần một phần nhỏ thôi các bạn nhưng mà một phần cổ phần của monogram thì stellar development foundation đó, họ đã thu mua một phần cổ phần và bây giờ họ đã có một cái biếu một cái ghế ở trong uh, hội đồng quản trị của MoneyGram. thì MoneyGram là công ty tương tự như là Washington Union các bạn những công ty mà họ uh, chuyển tiền xuyên quốc gia thì uh, tại sao Stella luôn mình muốn làm như vậy? Thương nhiên là muốn có cái sự ảnh hưởng để uh, có thể uh, có sự hợp tác với MoneyGram hay gì đó chúng ta cũng không có rõ ở đây nhưng mà những người nào mà là fan của Stella đó, thì cũng lâu rồi chúng ta không nghe những thông tin liên quan tới Stella thì coi như cũng là một cái thông tin tốt À, chúng ta có thể thấy là đối với lại cái vụ kiện của 3L Capital thì vẫn đang xảy ra hiện bây giờ và có một sự tranh chấp là 140 triệu đô la trong đó bao gồm crypto và NFT giữa Tenio và Defiance Capital. Tenio đó là công ty mà chịu trách nhiệm đi mà thu hồi tài sản của 3L Capital và trả lại những cái chủ nợ nhưng mà Defiance Capital đó họ nói là cái số tiền này 140 triệu này đã thuộc về họ Không thuộc về tài sản chung của 3 Capital Và họ đã đệ đơn kiện Tenio Singapore tham phán Singapore đó đã quyết định là cái vụ kiện này sẽ được xét xử tại Singapore Và quá trình tố tụng dự kiến sẽ kéo dài vài tháng các bạn Điều này đó đương nhiên cũng đáng tiếc Đối với những cái chủ nợ mà đang chờ đợi để nhận được tiền Tại vì càng kéo dài thì tiền luật sư càng nhiều các bạn Số tiền nhận được lại càng ít hơn Và chúng ta cũng có một cái thống kê khác cũng liên quan tới khai bày phá sản các bạn nhưng mà đây là thống kê đến từ công ty Prime Trust thì theo thống kê đây thì có đến khoảng chừng 25.000 tới 50.000 chủ nợ với khoản tiền ước tính là từ 100 triệu đến 500 triệu đô la trong khi mà tài sản ước tính còn lại của công ty đây chỉ có 50 triệu đến 100 triệu đô la mà thôi trước đó, đó thì các bạn thấy là cơ quan quản lý tài sản tại nevada đây là tiểu bang của las vegas đó, thì đã ban hành lệnh ngừng hoạt động cho công ty prime trust này đây là cái công ty mà họ lưu trữ tài sản dùm cho những công ty khác họ chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho công ty mà thôi không có dịch vụ cho người dùng nhưng mà các bạn thấy là mới đầu đó thì thông tin prime trust khai bời phá sản cũng khiến nhiều người lo lắng không biết là có công ty nào sử dụng prime trust hay không có nhiều cái tin tức là true usd TUSD đã cũng sử dụng Prime Trust nhưng mà cuối cùng đó họ nói họ cũng sử dụng Prime Trust nhưng mà dịch vụ nào đó mà thôi chứ không phải là lưu trữ tiền ở Prime Trust cho nên cuối cùng cũng không có ảnh hưởng nặng đến TUSD rồi chúng ta thấy là mọi người đều đang chờ đợi xem coi là có sàn nào sử dụng Prime Trust hay không điều tốt là tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói tới bất cứ một sàn lớn nào hay là công ty crypto lớn nào sử dụng Prime Trust rồi bây giờ bị mất tiền chúng ta chỉ biết là có đương nhiên rất nhiều chủ nợ nhưng mà cái khoản tiền là từ 100 triệu đến 500 triệu thì nó cũng không đến nỗi như là chúng ta thấy là FTX tính tới 9 tỷ lận thì coi như chúng ta cũng không có thấy sự thương lớn đến từ Prime Trust hiện bây giờ Và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thùng hi vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus đã giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.